Chào quý vị, xin chào anh em. Các bác đang được theo dõi cửa hàng lên sóng một mâm ly của dòng Technic. Một mâm ly chạy 4 sò sắt, được thiết kế đánh 2 cầu loa AB cộng B, có chỉnh bát chép, có cân loa, có lao lớp. Và bên này là đường vào tín hiệu âm thanh volume. Mâm ly này bề ngang tầm 42, bề cao tầm 13-14, và chiều sâu tầm khoảng 34-35 hoặc 36. Góc cạnh đẹp mượt mà anh em nhá, và vãi zin tuyệt đối luôn. Đợt này lô hàng về 2 con, chạy 4 sò sắt. Thông tin của âm ly: SU7600 100V, 110W, 100W. Các đường vào rất nhiều, ống tuner T1-2, cầu loa AB cộng B, trở kháng từ 4-16 ohm. Tuyệt vời luôn để anh em chơi vào những đôi loa cổ, loa toàn giải từ bát 20, 25, 30. Mời các bác cùng thưởng thức to hơn. Em là vì sao? Vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chúc tơ duyên? Biết tình không đổi, thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau. Trong xót xa anh mong nhìn sau tình không. Cả hai con đều đẹp với nhau anh em nhé. Góc cạnh mặt phay nhôm sáng bóng luôn. Mời anh em xem đến phần nội thất của sản phẩm. Con này nội thất cực kỳ bắt mắt luôn, rất sạch sẽ, gọn gàng. Hai tụ lọc cao vút này anh em này. Đó, 4 con sò sắt, 4 sò sắt. Buồn. Nói chung là mọi thứ của con Omni đều xuất sắc luôn. Nó là một viên thuốc quá tốt để anh em chơi vào những đôi loa cổ, loa toàn giải, để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, chất âm trong vắt, sắc nét, thiết kế rất rõ ràng anh em nhỉ. Đó, hai tụ lọc cao này, nguồn to này, 4 sò sắt này. Những cái Omni mà nó hứng cái mặt lên thì lúc nào nó cũng sẽ bụi bám vào sò anh em nhé, bám vào cái chỗ tản nhiệt. Quá nét luôn về độ mới bên trong. Ba triệu tám cho anh em, bao ship cho anh em nhá. Rằng người đừng về cho núi tiếng thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Người đến tìm tôi một đêm trời bao bung, giọng nói ngày xưa như hờn oán. Đừng nhắc đến mười năm rồi còn gì, anh sợ những ngày biển. Các chức năng hoàn hảo, tiếng ghim phăng phắc luôn, không rè không ù xì. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Vì ai em ra đi.